4. Tham cầu sự hiểu biết Kinh văn Hiệu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát minh, tam ma địa trung, tâm ái căn bản, cùng lãm vật hóa, tánh chi trung thủy, tinh giảng kỳ tâm, tham cầu biện tích, Việt dịch lại nữa thiện nam tử kia thụ ấm đã hư diệu không mắc các tà lự tính viên định phát minh trong tam ma địa tâm ưa thích được biết nguồn gốc của các sự vật nên cứu xét cùng tột bản chất của sự vật cùng sự biến hóa từ gốc đến ngọn niệm tưởng tinh dòng bén nhạy do vì tham cầu phân tích rõ sự vật giảng lại nữa thiện nam tử kia thủ ấm đã hư diệu không mắc các tà lự tính viên định phát minh lại nữa trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu sau khi thọ ấm đã tiêu dung Hành giả người tu tập tránh định không còn tà lự nữa, an trú trong định sáng suốt tròn đầy trong tam ma địa, tâm ưa thích biết được nguồn gốc của sự vật. Anh ta quyết định mình sẽ nghiên cứu nguồn gốc vật lý của vũ trụ thế giới, nên hành giả cứu xét cùng tột bản chất của sự vật, cùng sự chuyển hóa từ gốc đến ngọn để tìm xem rốt ráo chúng là gì, làm cho niệm tưởng tinh dòng bén nhọn. Do vì tham cầu phân tích rõ sự vật. Kinh văn nhĩ thời thiên ma hậu đắc kỳ tiện, phi tinh phụ nhân khẩu thuyết kinh pháp. Việt dịch, lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện phóng tinh thần nó đến gá vào người khác, dùng miệng người bị gá giảng nói kinh pháp. Giảng, lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện. Lúc đó thiên ma biết được và nói: "A ha!" ông vừa khởi dậy tâm tham quá tuyệt bây giờ ta có thể đưa đệ tử ta đến cám dỗ ông như thế nó có được cơ hội thuận tiện lần nữa ma vương gởi một trong số đồ đệ của nó và phóng tinh thần nó ra đến gá vào người khác và dùng miệng người bị gá vào giảng nói kinh pháp của ma vương kinh văn kỳ nhân tiên bất giác chi ma trước diệt ngôn tự đắc vô thượng niết bàn lai bỉ cầu nguyên thiện nam tử xứ phu tòa thuyết pháp thân hữu oai thần tồi phục cầu giả linh kỳ tọa hạ tuy vị văn pháp tự nhiên tâm phục thị chư nhân đẳng tương phật niết bàn bồ đề pháp thân tức thị hiện tiền ngã nhục thân thượng phụ phụ từ từ đệ đại, đại tương sanh tức thị pháp thân thường trụ bất tuyệt đô chỉ hiện tại tức vi phật quốc vô biệt tịnh cư cập kim sắc tướng việt dịch người này không biết mình bị ma gá vào lại còn cho mình đã được vô thượng niết bàn ma liền đến gặp người mong cầu biết cội nguồn sự vật kia nó trải tòa ngồi thuyết pháp thân nó có oai thần hàng phục được người cầu pháp khiến cho thính chúng tự nhiên kính phục dù chưa nghe pháp nó nói bồ đề niết bàn pháp thân của Phật đều là thân xác thịt hiện tiền nó nói cha con cùng sinh ra nhau từ đời này đến đời khác chính là pháp thân thường trụ không mất, tất cả đều chỉ là hiện tại, đó chính là cõi Phật, chẳng có cõi tịnh cư riêng biệt nào và cũng chẳng có thân tướng sắc vàng nào cả. Giảng người này không biết mình bị ma gá vào lại còn cho mình đã được vô thượng niết bàn đây là một trường hợp ma thường hay nói mọi người là phật đó chỉ là một chiêu bài mà thiên ma thường dùng người này thật không biết bị ma gá vào anh ta hoàn toàn không có một ý niệm nào là anh ta bị ma vương gá vào bởi vì anh ta đã trở nên mê muội mất hết tri giác khi bị ma nhập ma nắm toàn bộ sự kiểm soát và trở thành phát thanh viên của người bị gá nó tự bảo đã đạt được hiệu quả vô thượng niết bàn khi ma liền đến gặp người mong cầu biết được cội nguồn sự vật kia mong tìm biết được toàn bộ hiểu biết các hiện tượng vật lý về vũ trụ nó trải tòa ngồi thuyết pháp thân nó ma vương có oai thần nên hàng phục được người cầu pháp người tham cầu nguồn gốc vũ trụ vạn vật khiến cho thính chúng tự nhiên kính phục dù chưa nghe pháp tâm họ đã bị hàng phục rồi và rất kính trọng nó nói bồ đề niết bàn pháp thân của phật đều là thân xác thịt hiện tiền của ma nó nói bồ đề niết bàn là gì nó ở ngay đây nơi xác thân thịt của ta nó nói cha con cùng sinh ra nhau từ đời này đến đời khác chính là pháp thân thường trụ không mất